Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Laptop AZ. Lại là Minh đây. Và sau 2 tuần biến mất thì hôm nay mình muốn trở lại đây để trao đổi với các bạn về một vấn đề mà ngoài game về anh Review đã làm và ngoài code về anh Minh đã làm, thì hôm nay mình muốn trao đổi với các bạn về một chủ đề khác, đó là về Multimedia. Multimedia trong những năm gần đây thì đang trở thành một lĩnh vực khá là hot, cũng như là đang dần trở nên quen thuộc với tất cả các bạn rồi. Và mình biết cũng có rất nhiều bạn yêu thích, đam mê tìm hiểu và thậm chí là có những bạn đã đi làm trong lĩnh vực này rồi. Nhưng mà trong số đó thì vẫn có nhiều bạn mông lung với một câu hỏi rằng là không biết rằng một chiếc laptop như thế nào thì phù hợp với quá trình học tập và làm việc của các bạn. Và nếu như các bạn đang có cùng chung một câu hỏi như thế thì hôm nay mình sẽ trợ giúp cũng như là thảo luận cùng các bạn rằng liệt kê ra đây những tiêu chí về phần cứng để xem một chiếc laptop như thế nào là phù hợp để các bạn làm về lĩnh vực multimedia này nhá. Bắt đầu thôi. Đầu tiên khi muốn nói về Multimedia thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem Multimedia nó có nghĩa là gì nhé. Thì Multimedia có nghĩa là truyền thông đa phương tiện. Nghe đến tên thôi thì các bạn cũng hoàn toàn có thể biết được rằng đây là một công việc mà chúng ta sẽ phải làm việc rất nhiều với lại hình ảnh, kể cả 3D cũng như là 2D. Thì những phần mềm để làm việc trong lĩnh vực này có thể kể đến rất nổi tiếng, đó là bộ phần mềm của Adobe này, DaVinci Resolve này, 3ds Max hay là Blender. Thì những tiêu chí như thế nào thì sẽ giúp các bạn chọn được một chiếc laptop phù hợp với những phần mềm kể trên. Thì tiêu chí đầu tiên mình muốn nói đến đó là về phần CPU. Về CPU thì mình sẽ chia thành hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là các bạn chỉ làm về chỉnh sửa hình ảnh đơn giản. Thứ hai là các bạn video editor và các bạn làm về 3D. Thì đối với những bạn làm về chỉnh sửa hình ảnh đơn giản thì không cần một CPU quá mạnh đâu. Những con chip U tiết kiệm điện là hoàn toàn đủ để thực hiện các yêu cầu cho công việc của các bạn rồi. Thì các bạn có thể chọn cho mình những con chip chẳng hạn như là Ryzen series 3000 hoặc 4000 chip U này, Intel Core i5, Core i7 chip U cũng hoàn toàn đủ. Nhưng đối với những bạn có những hầu bao nhiều hơn thì hoàn toàn có thể chọn cho mình những chiếc máy mạnh hơn. Chẳng về gì cả, nó chỉ giúp các bạn làm việc nhanh hơn thôi. Tiếp theo là về các bạn làm video editing và 3D modeling. Thì những con chip U mình cảm giác là vẫn làm được đấy, thế nhưng mà trải nghiệm của nó sẽ hoàn toàn không được tốt cho lắm. Thế nên các bạn hãy ưu tiên chọn cho mình những con chip với hậu tố đuôi là H hoặc là HQ. Những con chip có hiệu năng cao này thì có xung nhịp đơn nhân lớn hơn, thậm chí là còn có số nhân số lường nhiều hơn những con chip tiết kiệm điện khá là nhiều nữa. Xung nhịp đơn nhân lớn hơn thì trong quá trình làm việc, đa phần những cái phần mềm kể trên thì đều sử dụng đến xung nhịp đơn nhân của những con chip này, nên sẽ giúp các bạn có một cái trải nghiệm mượt mà và chính xác hơn. Còn nhiều nhân nhiều lường hơn thì sẽ tiết kiệm cho các bạn được khá thời gian render đấy. Đối với các bạn mà hay sử dụng bộ phần mềm của Adobe hay là bộ phần mềm vẽ kỹ thuật thì về với đội xanh, mua những con CPU của Intel đang là một sự lựa chọn khôn ngoan hơn, vì hiện nay Intel vẫn đang tối ưu rất tốt cho những phần mềm này. Còn nếu các bạn sử dụng phần mềm của DaVinci Resolve thì về với đội đỏ, việc AMD tối ưu tốt hơn cho DaVinci Resolve sẽ giúp các bạn có những trải nghiệm cũng như là thời gian làm việc được tiết kiệm hơn rất là nhiều. Tiêu chí thứ hai mình muốn nói đến ở đây đó là về GPU. GPU thì mình sẽ nhắm đến 3 đối tượng, đó là các bạn làm chỉnh sửa 2D đơn thuần, các bạn video editor, thứ ba là các bạn làm về hình 3D. Thì đối với các bạn làm về chỉnh sửa hình ảnh đơn thuần thì một chiếc GPU onboard hoàn toàn là đủ để thực hiện các yêu cầu trong công việc của các bạn. Nên là việc chọn một chiếc GPU rời có thể là không cần thiết, mà bạn có thể để dành số tiền thay vì phải đầu tư vào cái con GPU rời ấy, thì các bạn có thể đầu tư vào những thứ khác chẳng hạn như là chuột hay là bàn phím rời chẳng hạn. Nhưng mà quay về câu chuyện là nếu như các bạn có nhiều tiền hơn thì cũng cứ thoải mái thôi, bởi vì tiền của các bạn mà. Còn đối với những bạn video editor thì các bạn cần một chiếc GPU rời, bởi vì là trong quá trình làm việc các bạn sẽ phải, trong quá trình preview này hay là trong quá trình render, các bạn cũng có thể phải sử dụng đến một con GPU rời. Thế cho nên việc trang bị cho mình một chiếc GPU rời có một sức mạnh lớn hơn GPU onboard là hoàn toàn cần thiết. Cụ thể đối với những bạn làm video editor thì những chiếc card GeForce sẽ mang đến lợi thế lớn hơn card Quadro, bởi vì chúng có số lượng nhân CUDA cũng như là một xung nhịp cao hơn rất là nhiều. Cho nên là nếu như các bạn làm video editor thì hãy ưu tiên chọn cho mình những chiếc card GeForce hơn là những chiếc card Quadro. Thứ ba là về những bạn làm với tạo dựng hình 3D thì dòng card Quadro hoàn toàn chiếm ưu thế so với dòng card GeForce, bởi vì nó có thêm rất nhiều các tính năng được tích hợp cùng, chẳng hạn như là khử răng cưa hay là khử noi. Thế nhưng nếu như các bạn chỉ làm việc ở mức cơ bản hay là các bạn chỉ dùng để học tập ấy, thì dòng card GeForce với sự đa năng của nó lại chiếm ưu thế hơn, bởi vì nó có số lượng nhân CUDA cao hơn, xung nhịp cũng cao hơn, từ đó mang lại mức hiệu năng trên giá thành là tốt hơn nhiều so với dòng card Quadro. Nên nếu là mình thì mình sẽ chọn GeForce, bởi vì nó sẽ cân bằng được giữa cả việc học, việc giải trí cũng như là cả giá thành mà mình phải bỏ ra nữa. Thứ ba mình muốn nhắc đến ở đây một tiêu chí cũng khá là quan trọng nữa, đó là về phần RAM. RAM thì mình sẽ chia thành hai đối tượng, đó là các bạn làm với công việc hình ảnh 2D và các bạn làm với công việc hình ảnh 3D.
Nếu như các bạn là những người làm việc với hình ảnh 2D nhiều, chẳng hạn như là chỉnh sửa hình ảnh hay thậm chí kể cả là video editor, các bạn video editor, thì 8GB mình đã từng trải nghiệm và theo mình thấy thì nó vẫn là rất đủ để cho các bạn thực hiện những cái công việc của mình. Thế nhưng nếu như đơn thuần là các bạn muốn có những trải nghiệm tốt hơn, hay là thói quen của các bạn là trong lúc làm việc sẽ phải bật thêm khoảng độ 4, thậm chí là 6, 7 tab Chrome gì đấy ở ngoài để lấy thêm thông tin vào ấy, thì 8GB mình nghĩ là sẽ không đủ đâu. Nên là mình khuyến nghị là nếu được các bạn hãy nên nâng cho mình là từ 12 đến 16GB. Mức 16GB chạy đua ở channel sẽ là, theo mình thấy thì đó là mức cân bằng nhất về cả cái hiệu năng lẫn như lá thành. Còn thứ hai là về các bạn làm với hình ảnh 3D thì nó sẽ ngốn của các bạn khá RAM đấy, cho nên là nếu mà được thì tối thiểu là 16GB. Còn với một hầu bao lớn hơn thì các bạn cứ nâng max chỗ RAM mà chiếc laptop ấy có thể hỗ trợ cho mình nhá. Thế thì mình nghĩ là nó mới đủ, chứ 3D thực sự là nó ngốn rất nhiều RAM đấy các bạn ạ. Thứ tư nữa cũng quan trọng không kém ba tiêu chí kể trên, đó là về phần màn hình. Hiện nay đã có rất nhiều mẫu laptop có những màn hình tần số quét cao rồi, thế nhưng việc tập trung vào tần số quét là không quan trọng ở thời điểm này đối với các bạn làm đồ họa. Bởi vì đương nhiên nó sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm thị giác tốt hơn, thế nhưng mà lợi thế của nó sẽ không thể hiện ra ở việc các bạn làm đồ họa đâu, mà nó chỉ mạnh hơn khi các bạn chơi những dòng game FPS mà thôi. Thế cho nên khi mua những chiếc màn hình thì các bạn nên quan tâm cho mình các chỉ số, đó là về giải màu này và chỉ số độ sai lệch màu nữa. Về giải màu thì thang đo sRGB hiện giờ đang được dùng trong điện ảnh nhiều hơn, cho nên mình sẽ lấy thang đo này để làm chuẩn. Với một chiếc màn hình có thang đo sRGB độ phủ màu từ khoảng 80% trở lên và độ sai lệch màu delta E nhỏ hơn 2 là rất ổn cho các bạn có thể làm ở công việc đồ họa rồi. Còn về kích thước màn hình thì mình khuyên các bạn nên chọn một những chiếc màn hình có kích thước rộng một chút, và nên là từ mức 15,6 inch trở lên, 17,3 inch cũng được, nhưng mà có lẽ là nó sẽ hơi to và nặng. Nên lý tưởng là 15,6 inch, bởi vì là chẳng hạn như khi các bạn làm về edit video chẳng hạn thì cái timeline của video nó sẽ dài như thế này này. Thì 15,6 inch nó sẽ hiển thị được nhiều hơn với màn hình 13 và 14 inch đấy. Các bạn sẽ có thể làm việc chính xác hơn. Và bốn yếu tố kể trên là bốn yếu tố mà theo mình nghĩ là quan trọng nhất, quyết định đến sức mạnh cũng như là ảnh hưởng đến trực tiếp đến trải nghiệm của các bạn trong toàn bộ quá trình sử dụng. Và sau đây là những tiêu chí phụ mà mình nghĩ là những bạn khó tính hay là những bạn nào mà hay để ý thì sẽ cần thêm, nên mình cũng sẽ liệt kê ra đây cho các bạn. Tiêu chí phụ đầu tiên mình muốn nhắc đến đó là về phần lưu trữ. Thì combo hiện nay mà mình thấy các bạn nên sử dụng nó chính là có từ khoảng độ 240GB trở lên để cài Win và các phần mềm các bạn đang dùng, và thêm một ổ HDD từ khoảng độ 512GB trở lên để các bạn có thể lưu trữ những dữ liệu hay là những cái project mà các bạn đang làm việc ở trong đó. Và nếu như các bạn là một fan của GitHub và đang hỏi tiền nhiều để làm gì ấy, thì các bạn cứ nâng max SSD cho mình thôi. Tiếp đến nữa là về phần tản nhiệt. Thì về phần tản nhiệt thì mình thích một chiếc máy có tản nhiệt tốt nhưng mà không quá ồn. Nóng thêm một vài độ cũng không sao, nhưng mà cái độ ồn được giảm thiểu sẽ giúp mình tập trung hơn rất nhiều trong công việc. Nhưng nếu các bạn không khó tính quá thì việc có một chiếc quạt ồn hơn nhưng mà máy giữ được hoạt động ổn định cũng như là nhiệt độ tốt trong một thời gian dài thì cũng rất là tốt. Một tiêu chí nữa đó là về phần cổng kết nối. Làm về đồ họa thì thường xuyên phải kết nối với các thiết bị ngoại vi, và việc một chiếc máy không có đầy đủ cổng kết nối thực sự sẽ gây khó chịu cho các bạn rất là nhiều. Nên nếu như là bản thân mình là một người làm đồ họa thì mình sẽ ưu tiên chọn những chiếc máy có đầy đủ cổng kết nối hơn là chọn chiếc máy của một hãng bán trái cây nào đó mà ngoài cái cổng Type-C ra thì nó chả còn một cái gì khác đâu. Mình không thích điều đấy một chút nào. Tổng kết lại thì những tiêu chí kể trên là những tiêu chí mà mình đã cùng với các bạn thảo luận để liệt kê ra. Theo mình thấy thì đó là những tiêu chí quyết định đến hiệu năng cũng như là quá trình trải nghiệm của các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì hay là còn điều gì muốn thảo luận thì hoàn toàn có thể comment ở phía bên dưới, chúng mình sẽ cùng thảo luận với nhau. Còn nếu xem xong video mà bạn vẫn chưa thể chọn cho mình một chiếc laptop cụ thể ấy, thì hãy đợi trong một thời gian ngắn nữa thôi, mình sẽ làm video tổng hợp top 5 chiếc laptop làm về multimedia trong tầm giá cho các bạn để các bạn dễ lựa chọn hơn nhé. Các bạn đừng quên like, share and subscribe cho kênh Laptop AZ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.